chào ông bà cô chú anh chị các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì cả nhà thấy Thu Sương cầm cái gì không, hay là cái đàn câu á? Hôm nay là hai chị em mình đi với chị hai mình nữa, hai chị em đi câu cá. Đây chị hai mình đang câu bên kia kìa. Giờ mình lỡ mình hỏi thử cái gì vậy? Giờ mình ngồi mình ăn bên kia. Sao chị có chị mở câu hoài, nó không có chìm trên. Chào ông bà cô chú anh chị với bạn nha. Bữa nay á trời nắng á cả nhà, cho nên là hai chị em mình đi câu cá á. Nãy giờ dục không chế hoài đó chị. Rồi rồi dính rồi. À, dính cái cây ơi. Phải không? Gió. Không có đâu. Mình cũng xuống cần với chị hai. Ai sẽ là người đầu tiên câu dính câu cá đây? Lâu lắm không thầy chị em mới đi câu cá rồi. Câu cá chục thì cái bữa mình mới câu với hầm gì ra. Một khi chờ đợi em chỉ hay đua ai giúp cá trước, con cá nào sẽ ham mồi đây. Kìa con dế kìa, dế nằm bờ. Ơ kìa. Rồi luôn xong nữa rồi. Ta giật keng giật cái giật lên. Giật cổ tay. Ta giật keng qua. Rồi về đi. Tao rồi rồi, bán hết được. Chưa, rồi. Rồi, nó dở. Cá đó. Nó để hai mồi nữa được. Để mồi, hết mồi à. Hộp ghế này. Thôi đi một ghế. Nè, chặt đây. Hai chị em đi, đồ ăn hết rồi. Đem nước uống nè, đem bánh tráng quá trời ơi. Miếng xài như tỉnh táo rồi. Đâu gì không biết. Không thuộc. Trời ơi. Ta câu cá mà cái caramel nóng đi cũng đá đắt ngục ngục vậy. Dễ như ta. Trời luôn. Rồi tất cả hai đứa. Rồi luôn á. Đứt lử luôn. Chè luôn. Đứt lử rồi. Nó lử thì nó yếu quá. Dễ chưa? Ông leo uống dừa. Thôi đi hai lần rồi. Cực quá. Dạ.
Dạ. Hết mọi luôn. Ở đây có đỡ đây, không? Lại đây mình. Mình không có chạy á, mình cùa cục đá luôn đây nè. Ủa? Độc lạ gian chưa? Cho nó chèo nè. Em dính thằng cá rồi đó. Nãy giờ mới thấy. Có ai con cá như tôi không chạy? Cá nhỏ mà đỡ nãy giờ cũng được con. Đấy là cầu. Chốt. Đâu biết đi ta. Cái dự tới rồi. Mày giữ chạy đi. Để xuống ghế ăn liền rồi. Mệt nha. Đá có cột quá rồi. Chị cột tôi cột đá vậy, cá nó biết không? Nè, cá nó biết không? Nó ham mồi gì đó. Đầu tiên câu cá mà cột cột đá. Đúng rồi, đọc lại. Rồi. Câu cá quá câu trời, cá. Vừa ngủ rồi. Này câu cá phải đợi là lâu. Đợi lâu nó mới dính. Lâu mới dính được con. Mình đợi lúc nào cá dính thì mình mới quay được. Chứ câu cá lâu dữ lắm luôn. Nãy giờ chưa ăn nữa. Đây. Ở ngoài đây gió hiu hiu nữa, buồn ngủ thật sự luôn. Câu cá đem đồ ăn heo là đỡ đỡ buồn ngủ. Thấy chị hai kìa. Dạ. Gì vậy? Con cá bự không ở nhà. Ôi bả câu cá bự vậy. Nói là người ta câu cá không phải vậy đó. Câu có những thứ mà. Anh không, ơi nực, có khỏi áo nhưng mà. Nhưng mà lại mình chia nắng không? Mình đi chui vô góc áo cả nhà. Cái mình để cho con dế nó nhảy ở trên mặt nước á. Xong rồi con cá nó tự nó dĩa. Thông minh quá, thông minh quá. Cái gì này ngồi ăn chán. Trộn cho tôi miếng nha. Thắng nó về rồi. Để đi dụ con cá nữa. Chủ mấy cá. Đi thôi. Cái này lấy không à? Ơi cái phạt thôi. Nghĩ nè. Kìa. Bị tư thế. Dứt. Cố hết hồn. Ôi cá bộ chị hai ơi. Mình bị con cá kia nó ghẻ đứt cứ lưỡi câu rồi. À, thôi. Chị hai lấy cái cần kia đi. Đâu? Có cần nhất rồi. Đi hồi đầu tóc rồi trời. Tôi vô mấy lùm. Cá ăn đặng á. Mà giật lên cái. Ủa? Trời ơi, chết luôn chứ. Tập lép mấy ghế. Dính này gai quá ha. Đúng
là ra chiều nay lấy cá kho với cá kho bầu. Cá kho bầu ngon. Ê ngứa gì kìa? Hay gió. Đặng cá nóng chừng. Lấy rử mới nè, nó bị đứt rồi. Tôi với cái nãy giờ tôi ba lẫn rồi đó. Lâu lâu con cá mà đứt hết ba lẫn. Rồi luôn rồi. Nữa hả? Sao cái này nó mục chứ ta? Thắng ơi đi lấy đi Thắng. Lấy về. Mấy lử chứ lấy dây á. Dây lấy dây bè luôn được không? Dây nào cũng được chứ, có cái câu rồi được. Mày bè mình cứ lắm, mình nhấp cái lắm luôn. Cá bự luôn hả? Ừ, cá cái này cá bự không á. Dây bè cắn không bao giờ đứt nha. Ừ. Ê chị cắn nha. Cắn nó chẹo chưa đứt. Đi đi bộ ơi, hết trơn rồi bộ ơi. Dây hả? Thử cái dây luôn. Không còn. Tại tại. Nhất định tôi phải câu con cá đem lại. Rồi xong vậy qua. Đi học hả? Ủa không cho về nghỉ trưa hả? Ừ, để ăn cơm. Học đâu hả? Ừ. Có không? Không biết hả? Chưa trời ơi, ai thấu lối đau này. Tiếc giờ 10 điểm. Rõ ràng là dính con cá rồi. Giật lên cái nó bay xuống. Bỏ dính cây luôn. Ngồn như trời ơi. Gì mà kỳ vậy. Thiệt là oh my god. Gó gà, dính con cá rồi mà giật lên cái nó nhảy xuống luôn. Ai thâu rồi đau này. Muốn cái em tới. Thôi chị mừng lắm. Bữa nay đi từ sáng đến chiều luôn. Sinh tồn ngoài đồng. Chút thiếu nữa có cá em. Có bằng xương nó lướng ăn luôn. Mới kêu người nhà mua bánh ngô phi ra ăn. Trẻ cứu Hương Nguyệt với Hương Sương. Cám chạy tay cả luôn. Minh nhúc. Thôi dễ vậy. Em mới vụt con cá chị hai. Ừ. Nó giật lên rồi tự nhiên dính cây nó vụt ra. Em kêu qua kêu Thắng. Điện Thắng kêu lấy giùm một đá uống đi. Đó. Nó nằm trên trời rồi sao? Thắng chạy vô kêu chạy về lấy tá. Trời ơi. Cái này coi như xong rồi. Cá nó nghĩa rồi kìa. Tôi thấy con lúc ráo rồi. Được lên đây. Ta lại sức cả. Chấp người gật nào. Nghe không? Nói rồi tôi thích câu bắt gáo rồi. Chụp xuống là một con, một chụp xuống một con. Dạ. Nghe không? Cái rô. Cá đâu về. Anh trời có. Ở tôi phái câu gấp gáo luôn rồi, hãy xuống gần con. Ơ!
cá bự quá. Mẹ ơi, chiều nay có cá rô qua bầu rồi. Thật là chán quá rồi. Bà đi đầu kinh tới cuối kinh luôn. Bà đi hoài luôn, tao tôi còn chó. Đi có cá. Rồi chỗ nó nhét kìa. Tao gỡ nè. Chưa được nữa hả? Ăn hồi nào không biết. Tiếp một con nữa nè. Hãy tin tôi đi. Đúng đưa đúng đưa luôn. Cá ăn bất ngờ quay không kịp. Ô, con cá này mình nhiều bất ngờ quá, mình quay không có kịp á. Mở nó dính lên cái cây nè. Thiệt là ăn hết luôn kìa, ăn hết rồi. Cuối cùng cũng dính rồi. Giờ cắn mồi vô. Nãy giờ mình còn cái dính những cái nhỏ 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 thôi. Chị hai ba câu dính cá bự mà. Câu cá thì chờ đợi thì lâu quá. Có lạp có ăn. Đợi xíu. Nói địa điểm mà anh chị em đi chỗ nào không biết đi. Bây giờ nó có măng nữa nè, rất dễ quá. Câu biết nó nhát cả. Ăn cái chừng bây giờ nó ăn no. Bây giờ ăn quá trời. Đi hai cặp thêm. Thôi đi về đi. Ai à, đi quay hình quả cho cả nhà xem. Nắng quá nè. Trời ơi cái cây nó thôi tao hù không thấy chừng, nắng quá không thấy. Thì cũng tầm được chắc tầm 5-6 con đó. Trời ơi vụ bay. Mình chắc là cũng đủ một bữa cơm hết chứ ai. Ờ chục con. Về về làm gì nè ta, học làm gì hai? Ờ có bầu ăn. Hồi nắng quá đi về mới được. Thì clip này hai chị em mình xin tạm khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã có hết clip. Cả nhà ấy hay thì cho hai chị em mình xin một like được đăng ký nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.